Hôm nay là ngày vui họp mặt tại nhà bàn họ nhân. Tương lai, tổng hội trưởng. Là tương lai được bầu tổng hội trưởng. Hôm nay anh em vui, thấy không? Nâng cấp để mà chúc mừng người bạn của chúng ta, anh Võ Nhận. Chúc mừng cái gì mới được chứ? À, mai chưa chắc mừng anh được đề cử, mà không phải là một người đề cử, mà bốn người đề cử. Đấy chứ? Phải không? Mà đề cử rất là một lần thôi, là nhiều lần quá vậy. Là nhiều quá.